Nga tặng phân bón cho Malawi tìm kiếm hỗ trợ ngoại giao từ châu Phi. Canada chuẩn bị gửi cho Ukraine hàng trăm máy bay không người lái công nghệ cao. Mỹ có thể tìm cách lắp tên lửa tầm trung cho phi đội tiêm kích Ukraine. Ukraine liên tiếp tấn công căn cứ quân đội Nga ở Melitopol. Trận chiến Bakhmut đã lên đến đỉnh điểm. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh chiếm các vị trí của quân đội Nga ở Bakhmut. Chạy không kịp, 1.060 quân Nga thiệt mạng cùng 9 xe tăng, 11 xe thiết giáp, lính Nga bỏ lại hàng chục hệ thống pháo để tháo chạy. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Uyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, chính phủ Nga đã tặng 20.000 tấn phân bón cho Cộng hòa Malawi. Đây được cho là một phần trong kế hoạch của Moscow nhằm lôi kéo các quốc gia châu Phi hỗ trợ trên phương diện ngoại giao. Thưa quý vị, ông Nikolai Krasilnikov, đại sứ Nga tại Malawi tuyên bố tại lễ bàn giao phân bón vào hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 3 ở thủ đô Lilongwe, Malawi rằng Moscow sẽ tặng tổng cộng 260.000 tấn phân bón cho các nước châu Phi. Ông hy vọng giới lãnh đạo châu Phi sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ, việc trừng phạt với quốc tế đối với Nga khi họ tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi lần thứ hai sẽ được tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Nga vào cuối tháng 7 năm nay. Ông Dmitry Sonikov, người đứng đầu chi nhánh phía Nam châu Phi của công ty cho biết, công ty Urantrum Ukankali của Nga là nơi đã sản xuất lượng phân bón này và làm quà tặng cho Malawi. Ông Sonikov nói thêm rằng, lượng phân bón này sẽ giúp cho Malawi đạt được mục tiêu thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn và giúp các gia đình trồng được nhiều thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng hơn. Ông Sam Kalawa, Bộ trưởng Nông nghiệp của Malawi cho biết, số phân bón này mà Nga hỗ trợ sẽ đến tay 400.000 hộ nông dân, giúp họ nâng cao năng suất cây trồng. Tham dự sự kiện còn có đại diện của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Malawi đã bỏ phiếu chỉ trích Nga tại Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái vì cuộc xâm lược Ukraine. Có hơn 15 quốc gia châu Phi khác đã bỏ phiếu trắng. Phân bón là một phần trong sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết hồi tháng 7 năm 2022 dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Canada chuẩn bị gửi cho Ukraine hàng trăm máy bay không người lái công nghệ cao. Chính phủ Canada đang hoàn tất đàm phán về việc cung cấp hàng trăm máy bay không người lái trinh sát hiện đại cho Ukraine. Đó là theo báo cáo của Nation Post, tờ Uniform của Ukraine dẫn lời. Báo cáo viết, Ottawa được hiểu là đang đàm phán một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine hàng trăm máy bay không người lái công nghệ cao do Canada sản xuất, mà người Ukraine đã xác định là sản phẩm duy nhất trên thị trường, đáp ứng tất cả các yêu cầu hoạt động của chúng tôi. Cần lưu ý rằng Julia Sviridenko, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế của Ukraine, đã gửi một lá thư vào tháng 7 năm ngoái cho Anita Anand, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, và Chrystia Freeland, Bộ trưởng Tài chính, nói với họ rằng máy bay không người lái chiến thuật đã trở nên quan trọng đối với các lực lượng trên mặt đất. Trong thư, Sviridenko cho biết Ukraine đã phát triển một số phương tiện bay không người lái tự sản xuất, nhưng chúng có những hạn chế nghiêm trọng, bao gồm khả năng dễ bị tác chiến điện tử của Nga dẫn đến cái chết của nhiều binh sĩ điều khiển và khả năng hoạt động hạn chế của chúng vào ban đêm và trong thời tiết xấu. Bà Sviridenko nói rằng Teledyne FLIR H-70 Sky Rancher được sản xuất tại Waterloo, ON với sự hỗ trợ đào tạo và thực địa do Trung tâm Robotics của Ottawa cung cấp, có khả năng chụp ảnh nhiệt, đánh chặn tín hiệu và phát hiện chiến tranh hóa học mà người Ukraine đang tìm kiếm. Phó Thủ tướng Ukraine đã yêu cầu 300 máy bay không người lái như một khoản đóng góp từ Canada, một cam kết có thể tiêu tốn khoảng 150 triệu đô la. Bà nói,
hệ thống này của Canada sẽ được đưa vào sử dụng tốt và ngay lập tức. Báo cáo viết, đặc biệt, khả năng chặn tín hiệu của ER-70 sẽ là vô giá vì nó cho phép máy bay không người lái xác định vị trí điện thoại của kẻ thù và thậm chí có thể xác định các cá nhân. Yêu cầu về máy bay không người lái không phải là ưu tiên cho đến gần đây, nhưng các nguồn tin cho thấy Tập đoàn Thương mại Canada, một tập đoàn của Crown, được ủy quyền giúp các chính phủ nước ngoài tiếp cận hàng hóa từ Canada, hiện đang tham gia vào thỏa thuận này. Mỹ có thể tìm cách lắp tên lửa tầm trung cho phi đội tiêm kích Ukraine. Mỹ đang nghiên cứu cách vượt qua loạt rào cản kỹ thuật để lắp tên lửa tầm trung AIM-120 cho tiêm kích MIT-29 Ukraine, theo quan chức giấu tên. Ba quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm ngày 7 tháng 3 cho biết giới chức nước này đang tìm hiểu liệu tên lửa đối không tầm trung AIM-120 Abrams vốn được thiết kế cho tiêm kích phương Tây có thể được triển khai trên chiến đấu cơ MIT-29 theo chuẩn Liên Xô của Ukraine hay không. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu Mỹ cung cấp tên lửa không đối không cho phi đội tiêm kích Ukraine, bổ sung đáng kể năng lực tác chiến cho không quân nước này trong bối cảnh Kiev và Moscow chuẩn bị mở những chiến dịch tấn công quy mô lớn trong mùa xuân. Thưa quý vị, Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích hiện đại như là F-16, nhưng Washington và các đồng minh nhiều lần từ chối. Thay vì cung cấp F-16, giới chức Mỹ đang tìm kiếm những phương án lấp khoảng trống cho Ukraine như trang bị tên lửa nhiệt radar AGM-88B HARM và bom dẫn đường JDAM-ER cho tiêm kích MiG-29. Không quân Ukraine đang sở hữu một số tên lửa Abrams do một số nước châu Âu cung cấp, nhưng chúng chỉ được sử dụng trên các hệ thống phòng không mặt đất như là NASAMS. Hai quan chức Mỹ thừa nhận quá trình đánh giá đã chỉ ra hàng loạt thách thức về kỹ thuật trong nỗ lực gắn Abrams cho MiG-29. Tên lửa Abrams sử dụng bệ phóng khác với giá treo của tiêm kích Ukraine. Hệ thống điện tử của quả đạn cũng không tương thích với radar và thiết bị cho những chiếc đấu cơ MiG-29 ra đời từ thời Liên Xô. Một người nói, các hệ thống của Mỹ và Liên Xô khác nhau đến mức tên lửa không thể trao đổi thông tin với máy bay. Quá trình đánh giá đang ở giai đoạn tìm phương án lắp tên lửa lên máy bay, cũng như tìm cách kết nối các hệ thống của phi cơ với loại vũ khí nào không nằm trong thiết kế của nó. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do bí mật quân sự. Ukraine liên tiếp tấn công căn cứ của quân đội Nga ở Melitopol. Thị trưởng Ivan Petrov đưa tin, vào tối ngày 7 tháng 3, những tiếng nổ mạnh đã vang lên tại nơi tập trung quân chiếm đóng của Nga ở Melitopol. Phương tiện truyền thông địa phương đã chia sẻ bức ảnh được chụp lúc 19 giờ 20 phút vào ngày 7 tháng 3. Khung hình đã ghi lại khoảnh khắc của vụ nổ, như được tuyên bố tại khu vực đóng quân của quân đội Nga. Thưa quý vị, Thị trưởng Fedorov nói thêm rằng, ông đang chờ xác nhận chính thức về cuộc tấn công vào những kẻ xâm lược. Melitopol đã bị chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, một trong những căn cứ lớn nhất được quân đội Nga đặt lên một sân bay quân sự ném bom. Kể từ đó, pháo bom liên tục xuất hiện ở đó. Các vụ nổ trong hang ổ của quân xâm lược đã tăng lên đáng kể vào mùa hè năm 2022. Vào ngày 10 tháng 2, tên lửa đã tấn công quân chiếm đóng ở khu vực Donbas. Ngoài ra, các cuộc tấn công mới vào sân bay đã được ghi nhận. Và vào ngày 5 tháng 3, thêm hai căn cứ của Rashid bị bắn phá. Melitopol là một phần của cái gọi là hành lang đất liền của người Nga đến Crimea. Vì vậy, các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine chủ yếu nhằm vào các tuyến đường hậu cần của kẻ thù. Theo nhiều chuyên gia, chính thành phố này là chìa khóa để giải phóng miền Nam Ukraine. Trận chiến Bakhmut đã lên đến đỉnh điểm. Các trận chiến giành thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk đã đạt đến mức căng thẳng cao nhất khi quân xâm lược Nga đưa thêm lực lượng thuộc tập đoàn Wagner. Điều này đã được báo cáo bởi đại tá Oleksandr Sisky, tư lệnh lực lượng mặt đất của Ukraine, Uninform đã viết, đề cập đến dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, báo cáo cho biết vào ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 3, tướng Sersky một lần nữa đến thăm quân đội bảo vệ Bakhmut và vùng ngoại ô thành phố. Vị tướng đại ba của Ukraine nói rằng, kẻ thù đã ném vào trận chiến lực lượng bổ sung của Wagner.
Các binh sĩ của chúng tôi đang dũng cảm bảo vệ các vị trí của họ ở phía bắc Bakhmut, cố gắng ngăn chặn vòng vây. Nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội vào đầu tuần này đã diễn ra trong vài tháng và trong suốt thời gian này. Mọi nỗ lực chiếm thành phố của lực lượng xâm lược đều bị cản trở. Vị tướng nhấn mạnh, quân phòng thủ của chúng tôi đã gây ra tổn thất đáng kể cho kẻ thù, phá hủy một lượng lớn thiết bị, buộc các đơn vị tấn công tốt nhất của Wagner phải chiến đấu và thu hẹp tiềm năng tấn công của kẻ thù. Như Eurinform đã đưa tin trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Zaluny và tư lệnh nhóm tác chiến chiến lược Oleksandr Sysky đã phát biểu ủng hộ việc tiếp tục hoạt động phòng thủ và tăng cường hơn nữa các vị trí của Ukraine ở Bakhmut. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh chiếm các vị trí của quân đội Nga ở Bakhmut. Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video về cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội chiếm đóng của Liên bang Nga. Các binh sĩ của tiểu đoàn tấn công núi 108 của lực lượng vũ trang Ukraine đã cho thấy việc đánh chiếm các vị trí của kẻ thù trên một trong những khu vực nóng của mặt trận. Một video góc nhìn thứ nhất về cuộc đụng độ được quay bằng camera trên một bảo hiểm của một người lính tấn công Ukraine. Đoạn video được đăng vào ngày 7 tháng 3 trên kênh Telegram của tiểu đoàn. Đánh giá qua đoạn phim, trước cuộc tấn công, vị trí của Nga đã bị pháo binh xử lý. Vành đai rừng, nơi có các chiến hào của lực lượng vũ trang Nga, đã bị đốt cháy thành tro. Sau đó, các chiến binh của sư đoàn 108 RTSHB đã đến đó để dọn dẹp. Thưa quý vị, trong cuộc đụng độ, một số kẻ xâm lược đã bị tiêu diệt. Họ cũng đã bắt được hai người lính Nga để bổ sung vào quỹ trao đổi tù binh. Hoạt động được thực hiện trên khu vực nào của mặt trận vẫn chưa được báo cáo, nhưng cảnh quay trong video được cho là ở Bakhmut. Trước đó, Dialog.ua đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi quân xâm lược khỏi Bakhmut tại một số trong những khu vực trọng yếu. Tờ báo cũng đã viết rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã đến được văn phòng chỉ huy của Liên bang Nga ở Volnovakha, Himas, đã săn bằng văn phòng của những kẻ chiếm đóng. Chạy không kịp, 1.060 quân Nga thiệt mạng, cùng 9 xe tăng, 11 xe thiết giáp, lính Nga bỏ lại hàng chục hệ thống pháo để tháo chạy. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev chiều thứ Ba ngày 7 tháng 3, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Balia cho biết tình hình tại thành phố Bakhmut đã tương đối ổn định. Trong 24 giờ qua, quân xâm lược Nga đang tập trung nỗ lực tiến hành các hành động tấn công ở các hướng Bakhmut, Kupiansk, Liman, Adivka và Shakhtar. Trong ngày qua, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi hơn 130 cuộc tấn công trên các hướng này. Ngoại trừ tại thành phố Bakhmut, các cuộc tấn công của đối phương chỉ có tính chất thăm dò và nhanh chóng bị dập tắt. Thưa quý vị, riêng tại thành phố Bakhmut, các lực lượng Nga đã thực hiện 50 cuộc không kích và 5 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong đêm nhằm yểm trợ cho 37 cuộc tấn công. Tất cả 37 cuộc tấn công đều bị đẩy lùi. Viện binh của quân Ukraine còn chủ động mở 12 cuộc tấn công bên ngoài thành phố Bakhmut. Trong 24 giờ qua, 1.060 quân Nga đã thiệt mạng, chủ yếu là tại thành phố Bakhmut. Bên cạnh đó, quân xâm lược còn mất 9 xe tăng, 11 xe thiết giáp. Nga đã tung các chiến đấu cơ lên yểm trợ cho bộ binh đang tháo chạy. Một chiếc Su-25 bị bắn rớt, quân Nga đã bỏ lại đến 23 hệ thống pháo. Có hai yếu tố đang thay đổi tình hình một cách rất sâu sắc tại thành phố Bakhmut. Thứ nhất, quân Ukraine nhận được số lượng lớn đạn pháo từ các nước Đông Âu. Một số lượng lớn đạn pháo 155 ly của Hoa Kỳ cũng đã đến nơi. Từ bên ngoài thành phố Bakhmut, các cổ trọng pháo bắn suốt ngày đêm giải vây cho thành phố. Thứ hai là theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, quân Ukraine đã tìm được cách đối phó với một chiến thuật mới của quân Nga được áp dụng từ cuối tháng 2. Chiến thuật này được gọi là biệt đội tấn công. Và theo chiến thuật này, các lực lượng Nga bắt đầu các cuộc tấn công của họ bằng cách tấn công vào tiền tuyến của lực lượng phòng thủ bằng xe tăng hoặc chất nổ để tạo lỗ hổng trên hàng rào và các tòa nhà nhằm đảm bảo lối đi an toàn cho một đại đội tấn công. Nhanh chóng tìm cách chiếm giữ các điểm quan sát, khiến đối phương bối rối, chiếm giữ nhiều cơ sở, nhiều tầng trong các tòa nhà và ẩn nấp. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ nhận định rằng chiến thuật này đang cố gắng tạo ra các đội hình quân sự linh hoạt hơn. Tuy nhiên, vì ít được đào tạo bài bản, các hướng dẫn được quân Nga áp dụng một cách mù quáng trên chiến trường, dựa trên một số ví dụ thành công.
quân Ukraine rõ ràng là đang tìm được cách khắc chế chiến thuật này. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 7 tháng 3, các lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ khoảng 154.830 lính Nga. Tổng thiệt hại chiến đấu của đối phương bao gồm 3.432 xe tăng, 6.714 xe thiết giáp, 2.456 hệ thống pháo, 488 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 253 hệ thống phòng không, 303 máy bay, 289 máy bay trực thăng, 2.095 máy bay không người lái, 873 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 5.323 xe chuyển quân và nhiên liệu, 236 đơn vị thiết bị đặc biệt. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.